tất cả mọi người, hiện tại thì Ben đang ở Cần Thơ. Đó, đây cái đường đây là bún nước lèo Cà Mau. Thấy lạ quá nên thử ăn thử coi. Này sáng giờ không đi công việc. Sáng giờ giờ ghé thử đi ngang thấy thử nên ghé thôi sao. Có gì. Hồi nãy chú hỏi là có ăn hộp vịt lộn bỏ cho thêm mà Ben không ăn hộp vịt lộn thôi nên như vậy thôi, nhưng mà nghe mùi mùi mắm á. Mắm có tôm, có cá, cá lóc. Nó giống mùi lẩu mắm vậy đó. Đây có rau chuối, rau có giá, rau muống, rồi rau mùi, rồi rau thơm, rồi với hẹ nữa. Đây cũng lạ. Đây là ở Cần Thơ mọi người nha. Đây nằm bên đường Trần Hưng Đạo, 107 Trần Hưng Đạo á. 20k. Đúng rồi, 107 Trần Hưng Đạo. Rồi để Giang nó thử coi. Đây ở ngoài có đường luôn. Hủ tiêu. Ở đây cho cái chén chân để bỏ nước mắm vô để mình chấm tôm với lại cá này nọ. Đó. Khai riêng. Chung cũng dễ ăn lắm. Giống con mùi hơi giống con mắm nhưng mùi nó nhẹ hơn. Cái quán bình dân thôi. Ngon nha. Cá lóc. Các bạn nào thích ăn hộp vịt lộn quá thì kêu thêm á, nó bỏ thêm một vịt lộn nữa. Ngon dễ ăn lắm. Nước dùng ngọt. Nó bỏ thêm một cái chén đường á, mọi người mình thích ăn ngọt nó bỏ thêm đường vô. Nhưng mình thấy nó vừa ăn rồi mình không bỏ thêm đường luôn. Thường mà những cái quán lẩu mắm thì người ta hay bỏ là mắm cá linh hoặc là mắm cá sạch, hai loại luôn. Cái này mình nghe mùi mắm à. Đây là món ăn ngon rồi.
ngon. Tôm luộc vừa tới luôn. Đường Trần Hưng Đạo, 107 Trần Hưng Đạo, thành phố Cần Thơ. Quán thấy nhỏ nhưng mà thấy nấu ăn rất là ngon nha, rất là đường luôn. Đúng là mình đi ăn rất là nhiều nhưng mà cũng có rất là nhiều món mình chưa có thử. Đây là một trong những món mình mà bên chưa thử nè. Thôi bên xin kết thúc video clip tại đây nha mọi người. Nếu mà ai thấy thích video clip này nhớ like và share nha, mà đừng quên đăng ký ủng hộ kênh của bên để bên làm nhiều video clip hơn nữa nha. Bây giờ bên chào mọi người nha.